Vâng, vậy em đã sẵn sàng với phần thi của mình chưa? Dạ Vâng, vậy thì xin mời ban tổ chức mở cổng bình chọn và phần thi của đoàn Nguyễn Khánh Linh bắt đầu. Em xin kính chào ban giám khảo, chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đăng Nguyễn Khánh Linh, học lớp 5 3. Sau đây, em xin thuyết minh về ý tưởng và vẽ các kỳ thi của em. Kính thưa ban giám khảo, ai sinh ra và lớn lên đều được đến trường để học tập. Em cũng vậy, ngôi trường mà em đang theo học tọa lạc tại chân núi Người Bình. Đây là một ngọn núi đã đi vào thơ ca, lịch sử nhiều người biết đến. Ngôi trường ấy mang tên trường tiểu học Người Bình. Một yêu nước là một trong những phẩm chất đầu tiên mà cô giáo, thầy giáo đã dạy cho em. Vậy yêu nước là gì? Em thiết nghĩ là yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Gần hơn nữa là yêu quê hương xứ Huế và yêu con người Huế. Là yêu một điều gì đó thì chắc chắn chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu điều đó nhiều hơn. Từ những yếu tố gần gũi thân quen đó, em mới nảy sinh ý tưởng tôn vinh những danh nhân văn hóa Huế. Để đem đến cuộc thi ý tưởng sáng tạo phục vụ cho thanh thiếu niên. Sau đây, em xin mạnh dạn đưa ra một số giải pháp để hiện thực hóa ý tưởng của em. Giải pháp đầu tiên là đặt tên đường kèm theo bảng ghi chú. Đặt tên những danh nhân văn hóa Huế cho các con đường chưa có tên hoặc mang tên cận chữ số và thêm bảng ghi chú về tiểu sử sự nghiệp của người được đặt tên. Vì hiện nay thành phố Huế đang được mở rộng, các đô thị đang được mọc lên và các con đường cũng được hình thành lên rất nhiều. Thành phố Huế đang mang cho mình một bản sắc văn hóa riêng, hướng đến thành phố kiểu mẫu, thành phố xanh, xịn, xinh. Xong, em thiết nghĩ cần có thêm những công viên, khu vui chơi giải trí, các trung tâm triển lãm lớn nhằm thu hút nhiều người đến Huế tham quan, du lịch, trải nghiệm để Huế đẹp hơn, xinh hơn, đồng thời có thể giới thiệu đặc trưng của văn hóa Huế. Thì em đưa ra giải pháp 2 là xây dựng tượng các danh nhân văn hóa Huế ở các công viên, quảng trường, khu vui chơi giải trí, ở các nhà văn hóa, vân vân. Bên dưới bức tường đặt thêm bảng ghi chú về tiểu sử sự nghiệp của danh nhân đó. Và em nghĩ mọi người sẽ càng thích hơn khi bản ghi chú này được trình bày một cách độc lạ, bắt mắt và dễ nhớ, lưu giữ được lâu. Từ đó, em và mọi người có thể đến vui chơi, trải nghiệm, học hỏi để phát triển tư duy. Xã hội hiện nay đang tiến đà phát triển mạnh, công nghệ thông tin đang nở rộ, thời đại 4.0 với ý tưởng trên cũng có thể xây dựng đồng thời đến web 3D, mô phỏng không gian đa chiều để mọi người có thể nhiều có nhiều phương thức tiếp cận và trải nghiệm văn hóa của đô Huế. Ngoài ra, em mong muốn ở trường em và các trường bạn có nhiều đầu sách mới, có một tủ sách riêng về văn hóa Huế để chúng em có thể đọc, tìm hiểu và trải nghiệm. Qua những cuốn sách hay, chúng em có thể hiểu nhiều hơn về quê hương xứ Huế. Em và các bạn sẽ là cầu nối tuyên truyền đến người thân, hàng xóm, láng giềng để cho văn hóa Huế lan tỏa đi khắp mọi nơi, mọi người đều biết đến để Huế xứng đáng trở thành một thành phố kiểu mẫu, một thành phố thông minh với nhiều di sản văn hóa đặc trưng, cảnh quan thân thiện và một thành phố thật đáng sống. Đến đây là ý tưởng nhỏ bé của em, mong sao ý tưởng đó được các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý quan tâm để sớm được thực hiện, nhằm mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, đưa cổ đô Huế lên tầm cao mới. Em xin cảm ơn ban giám khảo và khán giả đã lắng nghe. Rất mong mọi người sẽ yêu thích và bình chọn cho ý tưởng của em. Xin cảm ơn. Cảm ơn những chia sẻ của bạn Đoàn Nguyễn Khánh Linh. Thì không biết là hai vị ban cố vấn của chúng ta có những chia sẻ gì về hai bạn ạ? Vâng, rất cảm ơn
Ba trên của bạn rất là dễ thương, từ trang phục rồi trình bày rất là hay, và đúng là các bạn đang làm văn hóa luôn đấy, một cái có thể một cái nhân tài cho lĩnh vực văn hóa nghệ thuật tương lai đây. Thì mình rất là quan tâm những cái vấn đề bạn chia sẻ, đó là những ý tưởng mà thành phố và những người lớn là phải làm đấy. Về mở con đường rồi ý kiến thông tin nhân dân vân vân. Thì tuy nhiên là có một cái ý tưởng mà mình thấy là nó có thể làm được ngay, và cho nên xin trao đổi với bạn á. Thì hiện tại ở trường Lưu Bình á là đã có cái tủ sách chưa? Tụi vì bạn rất thích đọc sách, và thứ hai nữa là bạn có thường đọc sách không? Và thứ ba là bạn nếu bạn đọc sách nhiều á thì bạn có lôi kéo hoặc là bạn có khuyến khích hoặc là một cách gì đó để giúp các bạn khác đọc sách không? Thì hiện tại là mình rất quan tâm cái chương trình văn hóa đọc cho các bạn trẻ, thì tôi nghĩ là những cái vấn đề đó là rất quan trọng, cho nên bạn có thể chia sẻ thêm rõ hơn về cái vấn đề văn hóa đọc và đọc sách của bạn về trường bạn á. Hiện tại thì trường em đã có rất nhiều, một lần đã có một cuốn sách riêng rồi, và em cũng thường đọc những cuốn sách về văn hóa ấy, gần như là cuốn sách này. Bạn có rất là nhiều bạn thích đọc. Em diễn viên bằng cách là em khi mà những giờ ra chơi hoặc là những giờ cho cơ thì em hay diễn viên các bạn về đọc sách vẽ để rủ. Giờ chọc cơm mà đợt quá hơi đắng mà phải. Vâng, thì rất là hay, và hy vọng đấy là một cái việc mà các bạn có thể là thực hiện ngay luôn. Có nghĩa ý tưởng các bạn có thể làm được ngay trên cái ngôi trường của bạn, và bên phía viện cũng có một cái chương trình gọi là chương trình thúc đẩy văn hóa đọc cộng đồng. Thì hy vọng là cùng đồng hành với trường của bạn cũng như là nhóm của bạn để thúc đẩy cho các nhóm các bạn trong chương trình này á, thì tôi nghĩ đây là hay. Còn những bạn thì chắc là xin mời thầy Hùng á, là cũng chuyên gia về các cái chương trình xã hội nơi đây, và thầy có thể có ý kiến và bình luận thêm và chia sẻ thêm. Xin mời thầy ạ. Chúc mừng Khánh Linh nha. Dạ. Hôm nay trường tổ chức cho một cái chương trình rất là đàng hoàng hoành tráng đúng không? Anh Linh được xuất hiện trong một cái áo dài rất là đẹp nữa, như một cô MC trên truyền hình. Hôm nay phải tập luyện cho cái phần thuyết trình này bao nhiêu lâu? Luyện 2 ngày luôn. Bây giờ thuộc luôn không? Nằm ngủ mơ cũng mơ thấy nó luôn rồi đúng không? Hèn gì có phần thuyết trình nó trôi chảy thuyết phục thế. Đây là một cái dự án đặt tên đường theo các cái dân nhân văn hóa. Thì Khánh Linh có nghĩ rằng một ngày nào đó thì mình cũng sẽ được đặt tên không? Đoàn Nguyễn Khánh Linh sẽ là một con đường của Huế không? Dạ em muốn. Muốn. Vậy thì mình làm sao để cái muốn đó nó trở thành hiện thực nhỉ? Và em cố gắng học tập để trở thành một người có ích cho xã hội. Thì làm cái gì gọi là có ích cho xã hội? Khánh Linh nghĩ sẽ làm cái gì là gọi là có ích cho xã hội nào? Để trở thành một dân nhân văn hóa nào? Là em xây dựng các một việc nhỏ được nhé, việc gì mà Khánh Linh nghĩ là có ích cho xã hội. Bây giờ khoan khoan nghĩ đến cái chuyện mình trở thành một cái dân nhân văn hóa gì cả. Khánh Linh có thể làm được gì nào? Dạ là kêu gọi mọi người là cùng em thực hiện. Kêu gọi mọi người cùng em thực hiện cái gì? Thực hiện
Huế. Không nghe được em nói nhỉ, cái thực hiện cái gì em nói lại nào? Thực hiện xây dựng và bảo vệ Huế. À, xây dựng và bảo vệ Huế. Bây giờ một hoạt động thật nhỏ thôi, một cái gì đó thật nhỏ. Bây giờ nói xây dựng bảo vệ Huế thì nó to lớn quá, nó không có cái hành động gì cụ thể hết. Bây giờ một việc thật nhỏ là việc gì nào? Một việc thật nhỏ để em là ý tưởng của con trên bay. Một việc rất là nhỏ. À, chỉ là cái ý tưởng em đang trình bày là thấy các con đường ở Huế theo các cái dân dân văn hóa, à thì theo phần lên đó là việc nhỏ nhất có thể làm. Cảm ơn con. Và bây giờ hết thời gian bình chọn rồi, nhưng mà hỏi thêm một câu này nữa thôi. Thần Linh nhớ được bao nhiêu cái dân nhân văn hóa của Huế nào? Kể tên thầy xem mình nhớ được người nào? Dạ, em nhớ được hai người. Mẹ Quan Chiếc và Hồ Đắc Dĩ. Trịnh Công Sơn. Trịnh Công Sơn và? Người đầu tiên là ai? Trịnh Công Sơn và Mẹ Quan Chiếc. Rồi âm thanh cũng không được tốt lắm rồi, cảm ơn em nhé. Nguyễn Khoa Chiêm. À, Nguyễn Khoa Chiêm, rồi cảm ơn em. Vâng, rồi cảm ơn Thạch Linh. Cảm ơn những chia sẻ của ông Cung Trọng Cương và ông Trương Tân Hùng. Và có lẽ với những cái ý tưởng nhỏ nhỏ của các bạn học sinh thì chúng ta có thể nghĩ tới những câu chuyện lớn hơn.